Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Dấu chân ngàn năm đi mở đó, cho ta thêm yêu bầy chim sáo. Rồi, em là con sáo nha, mở ra đi, mở ra đi. Chị bảy. Số lòng. Giờ hai mình thả thính Tiểu Vi. Đó. Em có tin vô kiểu tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Hay là anh phải bước đi qua bước đi lại mấy lần nữa? Mẹ Tiểu Vi ơi, xin hãy làm tuyết rơi để những dấu yêu đông này. Ủa? Đi đâu vậy anh Giang? Để lại không gian cho hai đứa đó. Là chơi gì vậy? Chơi trò chơi nè, rồi bắt đầu mình được ăn nè. Từng người sẽ búng nắp chai trên bàn. Nắp chai đến vị trí nào sẽ nhận được tiền tương ứng vị trí đó. Mỗi người sẽ có hai lượt chơi. Rồi, ai trước nè? Anh Tuấn. Ủa? Anh người lớn. Anh người lớn. Kính mời anh họ. Mình hãy rờ, mình hãy rờ đi, rờ đi. Dạ. May mắn, may mắn, may mắn. Trăm ngàn, trăm ngàn, trăm ngàn. Thằng mèo Safari. Nhẹ thôi anh ơi. Nhẹ nha. Nhẹ nhàng thôi, ba đứa 60 là ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa? Đánh mèo. Đánh con mèo giùm anh, đánh con mèo giùm anh. Đánh nó, đánh nó đi. Đánh nó, đúng rồi. Đánh nó, đánh anh, đi. Giết nó anh đi giùm anh. Thiệt á. Ủa? Cho em 50 ngàn. 50. 3, 2, bắt đầu. 2. Ít quá 10 ngàn nữa. Ít quá 10 ngàn nữa. Ta biết ngay mà nó khổ quá. Không, 10 ngàn cũng đỡ anh. 10 ngàn anh có cái gì? Anh có cái gì mà anh hạ hậu anh nói chuyện với em? Đánh nó giùm anh, đánh nó giùm anh. Không, không đánh nó đâu. Mọi người thời em rồi, ok, đôi vai em gánh cái game này, ok. À là mấy bún? 30. 30. 30 được rồi. 30, 30 cho ba người, quá hay. Điều kiện trình diễn một tiết mục thật miền Tây và được cổ vũ nồng nhiệt. Một người hát một bài hay là ba người? Ba người hát bây một giờ bài. Mà có chiến thuật hát bài gì nữa? Hát bài cho thuộc nha. Phải cài cắm. Một người ha ha, một người hát, một người dưới làm chim mồi kêu vỗ tay. Bài gì của em thuộc miền Tây nè? Trong miền Tây. Anh là không biết miền Tây. Không biết nữa, không biết nữa. Để nhắn ai đi về miền đất phía Nam trời xanh mây trắng. Được, cũng miền Nam, miền Tây. Mến mong đường trăm bạc ngàn dừa xanh. Từng câu hát êm đêm nhớ người xưa từng ở nơi này. Cho ta thêm yêu, cho ta thêm. Tụi tôi thuộc rồi. Khán giả đâu bây giờ, khán giả đâu mà tôi trình bày. Được rồi, đó, khán giả quá trời luôn. Wow. Wow, còn là khán giả của hai ngày một đêm đâu mà. Bên kia có khán giả trong kia luôn. Wow. Em nhớ vỗ tay lớn lớn nha em. Vậy là anh là thằng An, em là thằng Cò. Rồi. Anh là chú ba bắt rắn. Rồi. Anh là võ tòng. Võ tòng đi. Võ tòng bắt anh, rắn. Anh đòn anh bắt dễ. Bắt con mèo đi. Bắt con mèo đi. Đòn anh dễ lắm. Ừ. Từng rồi. Câu hát không được. Vậy là anh kêu là An ơi, em chạy ra có gì không còn. Chú ba tới chưa? Nha. Ừ. Mua tiểu phẩm rồi mình mới vô. Rồi. Ok. Vô. Chích đoạn 1. An với Cò gặp nhau, An cho cá ăn. Cò đó. Võ tòng là bạn có cây thương. Anh ba đâu thì có con ba mới xuất hiện. Đây là bé An, phiên bản tiền chiến. Ủa trong đất rừng phương Nam có vụ cá ăn không? Có mình hả? Cứ tưởng tượng đi, cho cá sấu ăn đó, đã cá sấu đó. Á? À? Cò ơi! Cò! Giống kêu đầu quá ra không được. Yeah. Anh kêu anh nhắn dùm cho em Cò ơi. Cò! Cò ơi, nó bị đò lắm. Cò, ra đây cậu ơi. Tôi nè. Ôi Cò ơi. Làm gì vậy? An ơi. Ơi. Wow, khán giả vui vậy. An ơi. Ơi. Đang làm gì vậy? Đang cho cá sấu ăn.
Cá sấu hả? Đúng rồi. Cá sấu đâu? Đây nè. Wow, cá sấu thật là dễ thương. Đấy, nhìn kìa. Nhưng mà sống một con rồi. Sống một con rồi. Phải nhờ người bắt cá sấu thôi. Cá sấu không ở dưới đây đâu, mà là cá sấu là những con này, hiểu không? Đây là những con cá sấu đây, ba con cá sấu kia kìa. Nó rất là ác độc. Cái mặt nó không được đẹp rồi, mà cái tâm còn quá ác. Nó hành hạ tụi mình. Này hỏi báo cá sấu kia. Ăn. Đúng rồi. Phải nhờ đến chú Võ Tòng. Chú Võ Tòng ra triệt sấu. Bắt ba con cá sấu này. Mình phải gọi cú pháp chú Võ Tòng khoảng cách Đông Tây Promotion, khoảng cách 2 ngày 1 đêm, gửi tổng đài 20-30 chủ nhật hàng tuần HTV7. Gọi chú Võ Tòng. Thủ tới. Ê, Võ Tòng là dốc tông ngang luôn á. Thì nó cao quá, bị khang hồng á. Võ Tòng nè, 2-3. Chú Võ Tòng ơi. Thằng 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 thằng. Sao con? Chú ơi, ba con cá sấu dưới kia kìa. Chú có thể phóng con cá sấu và chúng ta đem chúng ta nướng được không? Được. Chú phóng nó cho nó kỳ quệ luôn. Kỳ quệ. Kìa chú. 1, 2, 3. Con đi theo nữa kìa. Con nó nhỏ nhỏ. Chú ơi, bây giờ mình sẽ tiêu diệt cá sấu. Nhưng mà trước khi tiêu diệt, chúng ta hãy ca cái ca khúc mà chiều chiều ba chúng ta thường hay nhậu đi chú ơi. Đúng rồi. Được. Nói gì đó. Vô, anh câu đầu tiên. Nhắn ơi đi về. Ủa? Gì vậy? Rồi, ok. Hát. Hát kỳ vậy. Tôi làm thơ. Người ta kêu hát mà. Hát hả? Thôi, để anh hát cho. Anh phải ca sĩ không? để anh hát cho. Vô. Nhắn ai đi. Cao quá. Cao quá. Rồi, rồi. Anh xuống thấp liền. Rồi. Anh quen rồi. Đây, trông chậm anh ạ. Nhắn ai đi. Em nhắn cái gì dưới đất vậy? Em nhắn cái gì dưới đất vậy? Em nhắn cái gì dưới đất? Em đi. Lấy cái tâm bằng của em nè. Nhắn ai đi về à, miền đất phương Nam. Trời xanh mây trắng à, xôi dòng à, cũ Long Giang. Mến mong đình trăm. Rồi đây ôm nhau nè. 3000 dừa xanh. Rồi đây té nè, té nè. Té nè, té nè, té. Từng té đỡ, té đỡ. Từng, từng câu hát êm êm. Nhớ người ở xưa thần ở nơi này. Đức Phương Nam không có hát này êm êm hết trơn. Chứ cái gì lúc đó phụ. Khoan khoan, mình phải hát đàng hoàng để khán giả có cần kết đàng hoàng để khán giả người ta vỗ tay. Đúng rồi. Cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất. Cho ta thêm kim sáu. Thổ lòng nè, thổ lòng nè, thổ lòng, mở ra nè. Rồi, em là con sáu nha, mở ra đi, mở ra đi. Chị bảy. Số lòng. Trời ơi. Trời ơi. Hay quá. Sao mà đói được. Con sáu này bay từ miền Bắc xuống miền Nam mới đô vậy. Đúng rồi. Làm con sáu đổ mồ hôi. Sáu diêm. Sáu diêm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, cho một tràng pháo tay thật lớn nữa nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương trình ạ. Nói chung là đây là bài diễn rất là tốt luôn. Cho nên là tụi em sẽ cho mọi người một cái lụt để uống nước chai nữa. Ủa? Cho được 100.000 hả? À? Hoặc là một cái gì đó. Đã tới lúc mình làm thiệt rồi. Tao phỏng thiệt thôi, đừng trả tao nữa. Hỏi luôn, hỏi khuyên làm gì hết, tao phỏng hết. Tao phỏng là sống thêm cái này được không? Xiên con cá sấu thiệt á, tao xiên, tao quay, tao ăn liền. Đây là cơ hội tụi em hả? Tao ác vậy? Tao đẩy mấy khúc xả cho nướng liền. Tụi em có nhận thức được chữ hành hạ chứ cơ hội không? Hồi nãy tụi em nói rất là rõ luôn là mình sẽ có một cơ hội nữa để uống nước chai. Ủa, một cơ hội? Thì hát một bài là được. Lâm. Vô đi Lâm, để anh. Đây. Chị bảy, 3, 2. Cơ cấu nó phát hiện rồi, nó có không trừ điểm mình không? Không có trừ điểm đâu. 3, 2, 1, bắt đầu. Yes. Trời ơi, 100. Hay quá. Hay quá. Trời ơi, ơi, không mà thấy hết. Hay quá Lâm ơi. Tụi em không công nhận. Thế búng cái đi. Ủa em búng đi, hồi nãy em búng ngon á. Yeah. 20 Bốn đi. 20 được rồi. 20 là 50. 50 20 rồi. Ê, để đó, để. Đây, đây, để dọn đường cho anh á. Đúng rồi. Ủa chưa, anh phải nắm bắt cái đầu. Thằng này là bị liệu. Lại nha.
Ủa anh bắt tớ... đầu hả? Anh có thiệt là nhanh không vậy? Để anh anh hiếm ai mà chơi ngu gì lắm em nói thiệt. Ngu một lần là chúng ta chữ rồi. Ngu ba lần. Anh Tấn thiệt mà á. Cái này là cái chén cơm của đồng đội mình. Em xin lỗi anh trước luôn anh Tấn. Chúng ta phải ăn mình anh trước đâu. Bây giờ mà anh vô đây thiệt là con này nó ám nặng quá. Rồi nè, coi anh nha. Bây giờ mấy đứa thích giam hay 50. Anh nói anh làm đi, anh bớt nói là anh thoại hoài. Nè khủng khiếp lắm á. Áp lực quá. Anh chưa nói bắt đầu anh lộn. Anh phải chơi lại, quên. Chưa, anh phải nói bắt đầu mới đúng luật. Xin lỗi quý vị nha. Nè, em chưa bắt đầu luôn á. Chưa. Em chưa bắt đầu luôn. Đúng rồi, tôi là MC chưa bắt đầu luôn. Chưa bắt đầu nha, xin lỗi. 3, 2, 1. Bắt đầu. Rồi. Ủa sao xui ta. Ai da. 4 lần. Ủa sao đi xuống dưới? Có nhiêu ăn nhiêu à, tụi tôi được nhiêu rồi. Càng ngày tôi thấy với anh càng lộ cái vô dụng của anh. Cái sự xui xẻo đó từ đầu là anh lay cho em, chứ không phải em lay cho anh. Không, em lay lại cho anh. Cái câu này không phải ám anh luôn á. Thì cái chán kìa, nó ám cả đội. Chủ quen em à? Chủ là mợ hai của em. Mợ hai à? Mẹ em thứ ba, bả thứ hai à? Nhà có hai chị em. Người nhà. Nói gì nữa. Ờ à. Chị hai cho con ba tô nào đặc biệt nha. Hát bài tặng chị hai. Quê hương Đồng Nai có gì hay rất dễ thương nè. Hey. Vô ăn hủ tiếu mà dì hai không lấy tiền. Hey. Ngày xưa dì hai cũng giàu, giờ này dì hai cũng giàu luôn. Hey. Này dì hai ơi, dì hai giàu mắng rồi chứ dì hai ơi. Hey. Dạ múc rồi dạ, bối quá. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Dì hai, cảm ơn. Quán mình tên gì chị? Phúc Lộc hả chị? Dạ. Chúc dì hai cầu tài, tài cầu phúc và phúc. Nữa. Tiếp nào? Giàu mạng đời. Dạ, yeah, rồi sao nữa nè? Trăm năm hành phúc. Nhưng mà sao mà em mãi đáo thành công. Em giàu từ đời này qua đời khác. Rất là giận dữ. Em bị mệt, em đói quá anh ơi, em đói quá. Em sẽ bộ em vui vui chút lại coi. Dạ, xê. Giàu từ đời này sang đời khác. Xuân đã đến rồi. Chị xe 2 vô luôn rồi. Thôi được rồi, mình đi ra đợi đi. Dạ. Dạ. Con muốn chụp hình chú Lâm không? Trời, con vào đây. Con nói mẹ cho chú Lâm 50 được không? Hả? Trời ơi. Tại vì chú đi tới đây á mà chú bị gọi là bị lỡ đường á. Mẹ quẹo luôn rồi. Vô đi con, không sao đâu. Rồi chụp đi. Mẹ ơi chụp đi, mẹ đâu? Máy đâu? Máy con đâu, máy con đâu? Máy đâu con? Rồi đưa chú Lâm máy rồi, ok. Chụp đi. Con tên gì? Em là mẹ hả? Chị thôi hả? Mẹ con đâu? Mẹ có là quản lý à? Mẹ bán đồ luôn hả? Ồ vậy hả? Mẹ vậy mẹ bỏ đồ cái topping đồ nhiều xíu nha. Mẹ là bỏ cái đấy đúng không? Hả? Thì bây giờ con mẹ chụp hình thì mẹ bỏ mấy topping tôm, dạ, gì? Thịt bò rồi. Thịt bò đó. Đồ gan tim mật đồ đó mẹ bỏ vô, bỏ thoải mái nha. Tại vì bà chủ là người nhà của Lâm mà thân thiết lắm, không có vấn đề đâu. Ôi em còn nữa, mình còn 3 tiếng mình tới. Trời ơi chị ơi, để em bưng cho chị thiệt. Wow. Trời đất ơi, ta nói. Trời ơi. Tôi muốn gọi cho Trường Giang. Gọi liền cho Trường Giang. Mình là quán lợi ta gọi không? Gọi đi. Rồi. Gọi em gọi đi. Sao? À Lâm à, giao lưu nhẹ. Sao Lâm? Trời ơi, tụi tôi được ăn nè. Sao Lâm? Ít thôi. À rồi. Ủa anh trai. Sao vậy anh? Ủa anh trai mệt hả anh trai? Anh bị mệt à? Nhìn sao mệt mỏi vậy? Anh sẽ bằng năng lượng mà tụi tôi. Nhờ được đi xe mà quen được cái gì? Dì hai. Bà giàu nhất ở đây. Bà nói là bà tài trợ nguyên show luôn. Ăn gì là hú bà anh Tiến. Ok. Thôi còn dài, ăn nhiều món mà anh. Nhìn thấy mệt mỏi ha. Chứ anh giao không nổi tụi mình đúng không? Không mệt đâu. Mình đã tôi luyện rồi. Mà nè, nè, anh giao vậy. Đó. Rồi thôi anh nghỉ ngơi đi. Thôi anh ngủ đi anh ơi. Báo cáo với anh vậy thôi. Vậy thôi. Dạ. Đó, thật sự. Ngon ha. Trời ơi. Trời ơi, cái nước ngon quá trời ơi.
Trời cho ơi. Em gặp đầu bếp mới được không? Trời ơi, nấu ngon quá. Nấu cái gì mà ngon dữ vậy trời? Nó thanh đạm gì đâu á. Đã được chị. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Trời ơi. Ngon quá, người hai ơi. Ngon, 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 ngon. Ê, xe mình sao á? Sao vậy? Bỏ em đi. Đói quá. Bước hết ra. Ngon quá rồi bếp. Ngon quá. Nấu ngon cái quá. Gì mà cái nước nó ngọt mà nó thanh, nó thanh, nó thanh. Đạm gì đâu á. Mà thịt á là thịt nạc dăm mới chứ chết chứ. Mà nấu đúng cái không? Gì mà trời ngon quá. Ơi. Em tên gì đó? Thơ hả? Em Thơ, em ở Cần Thơ hay đâu? Ở Cà Mau hả? Trời ơi. Trời. Là học bao nhiêu lâu được nấu được cái này? 2-3 năm đúng không? Ngon lắm nha Thơ. Thơ ơi, chừng nào mà chương trình 2 ngày 1 đêm mà về Cà Mau là em phải đi theo để em nấu nướng cho mọi người. Đúng rồi. Ngon nhất nắp luôn em ơi. Em phải giới thiệu với Cà Mau có những cái gì ăn ngon. Em phải giới thiệu cho mọi người nha. Nhớ nha, phát sóng cái dùm mẹ là tôi Thơ nè. Thơ là đây. Cả nước biết về em liền. Nghe Thơ nha. Ngon quá Thơ. Thiệt á. Giao, giao, giao. Nè, cái nước lèo mà nấu qua xin thêm một tô nữa. Nấu cái gì mà nó ngon, gì mà nó ngon. Ngọt mà nó ngọt rồi. Trời ngọt ơi, ngọt. Ngon thiệt á. Ngon đổ mỗi hộp luôn á. Thiệt luôn á. Rau ngon luôn nha. Ngon lắm Thơ ơi. Ngon quá. Chết rồi. Em có phải là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ không? À? Không có. Nguyễn Kiều Cẩm Thơ là em phải không? Không phải hả? À? Nguyễn Kiều Cẩm Thơ là ai vậy? Buka. Ủa vậy hả? Em bị lộn đó. Anh cho một tô này chấp tớ thẳng chuyên gan luôn. Được không ta? Được. Chương trình hãy thử lắp chúng tôi, bỏ đói chúng tôi đi. Đừng cho chúng tôi ăn như vậy nữa. Vậy còn ý nghĩa nữa đúng không anh? Đúng rồi. Bỏ đói chúng tôi đi. Bỏ đói. Không sợ. Ăn hết tô này không sợ. Không sợ, không sợ nữa. Nó quá ngon. Bỏ đói tôi đi. Ăn uống như vậy chương trình còn gì hấp dẫn nữa. Nguyễn Quy ăn xong rồi nín hồng luôn ha. Ngon quá. Đang bào, đang chèo. Bún tay chèo. Ngon quá. Ngon quá rồi. Phải ăn. Quay phim đi, ăn đi mấy em. Trời ơi, quay gì quay hoài vậy? Ekip có. À, ăn không? Ekip ăn tự mua nha, chúng tôi xin có 3 tô thôi. Mình là đội thắng cuộc, thấy không? Mình phải đi kiếm chỗ nào mát mẻ mình nằm. Mình kêu ly sinh tố dừa, mình uống. Chứ mất bây giờ mình đừng ngồi vào nắng, hiểu không? Đây nằm chắc tầm 2 tiếng nữa có đồ ăn. Rồi, mời trộn giỏng, ngồi nghỉ ngơi, khi nào người ta nói xong mình ra mình ăn. Mất bây giờ mình phải gọi nó phục vụ, thấy không? Nằm ngủ giấc luôn được không ta? Được. Ngồi đi. Rap Hiếu, rap nghe Hiếu ơi. Ok, bây giờ em sẽ rap một bài freestyle. Khỏi biết anh nha. Em rap giờ khỏi biết. Ý mà cho em biết dở vậy. Hôm nay đi chơi thiệt là phú hòa. Em thấy anh Kiều Minh Tuấn rất là đẹp trai. Cái mụn ruồi của anh nhìn hơi giống Tú Bà. Em muốn ăn tôm sú à? Anh muốn ăn, em muốn ăn gì? Anh muốn ăn tôm. Anh muốn ăn cơm. Nhưng mà Tiểu Vy muốn ăn thơm à. Đúng không Tiểu Vy? Đúng luôn, đoán đúng luôn. Tiểu Vy nó cười là cho nó cạn lời, nó biết nói gì hết. Rồi bây giờ vậy nè. Bây giờ mình ở không quá, mình không có gì làm. Ăn thì mình phải ăn đồ ăn mà người ta nấu không ngon đúng không? Mình đừng quá quan tâm điều nữa. Mình cứ lấy cái niềm vui của mình là cho mình no về cái phần no về cái phần về. Thấy bạn mà rapper là rất giỏi về câu vần chữ thả thính. Rồi giờ hai mình thả thính Tiểu Vy. Đó. Chơi không? Chơi. Xem con đổ ai nè. Cái này mình chỉ thả thính trong cái nhân vật thôi nha. Dạ nhân vật thôi, rồi. Nhân vật thôi chứ anh vậy sao anh thả thính được? Đúng rồi, tôi nói gì là trời. Ấy là cậu nói là cậu ok vậy. Rồi, bây giờ ai trước? Ai trước? Đừng nói gì hết trơn á. Thôi bây giờ cứ lại đó thôi, bây giờ anh Giang trước. Bây giờ chú bắt đầu thả thính con. Dạ. Nhắm mắt lại đi nào. Em có thấy gì không? Màu đen. Đúng vậy, nếu không lấy anh cuộc đời em sẽ màu đen như thế. Trời ơi. Ok. Em có tin vô kiểu tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Hay là anh phải bước đi qua bước đi lại mấy lần nữa? Đi qua đi lại mấy lần. Tôi đã chiến thắng. Thả thính thôi. Người con gái mình yêu mà muốn là phải nói cho người ta hiểu liền lập tức. Vẫn còn nó phải rung động vẫn. Bam. Thôi tới lượt tôi. Hey. Anh thả thính thử anh về. Cho một cái câu nào mà nghe nó bất ngờ đi. Hả?
chết này chiêu bài rồi. Hỏi anh đang làm gì đi. À, anh đang làm gì vậy? Anh đi vòng quanh thế giới của anh. Chú ơi, ước gì người yêu của con là bạn chú. Thua nha, hai là hai không nha. Nghĩ ra chưa? Thôi, ra là mua nước vô đây cho mọi người uống đi. Một sự thất bại tràn trề khuôn mặt. Đâu có gì đâu anh. Em còn cơ hội mà. Đẹp trai là được tha thứ. Trời ơi. Thôi, mời Tử Vi nha. Nói chung á là em hành động thôi, không có nói nhiều. Ủa cái này là cái gì anh? Em uống đi rồi em biết. Hương vị tình yêu của anh. Ngọt ngào. Bây giờ xin hỏi Hiếu, điểm yeah. thu hút nào của một người con gái mình nhìn mình thích đầu tiên? Điểm thu hút đối với em nhìn vào môi. Môi. Tại vì em biết là cái điểm đó là cái sự cái điểm mà em tiếp xúc nhiều nhất. Vậy là có khả năng là em rất là thích môi Lê Dương Bảo Lâm. Không, em thích môi của Tiểu Vi. Ok, câu chuyện bắt đầu nó xảy ra xung đột rồi trong tâm hồn nha mọi người. Vi thân mến, bây giờ chú hỏi con điểm thu hút nào trên đàn ông mà con nhìn vô con thích ngay? Mũi. Theo con thì còn cái mũi như thế nào là đẹp? Mũi cao là đẹp ạ. Cao. Như Hiếu gọi là cao không? Cũng ok. Người Việt Nam nói cũng ok có nghĩa là ok đó. Bây giờ nếu nói hai chữ về Tiểu Vi thì nói hai chữ gì? Hai chữ về Tiểu Vi. Mà nói về Tử Vi thì hai chữ thì quá ít. Em dùng hai từ thôi là thu hút. Với là về ngay cái từ gánh nhìn và cái cách mà Tử Vi gọi là nói chung là tương tác với mọi người. Mẹ Tử Vi ơi xin hãy làm tuyết rơi để những dấu yêu đông này. Ủa? Đi đâu vậy anh Giang? Để lại không gian cho hai đứa đó. Thông báo. Cấp báo. Hả? Không xong rồi Đại Dương ơi. Sao vậy? Sao vậy? Và chúng tôi vừa mới kết nối được một cặp đôi. Vậy hả? Họ đã chịu đèn rồi. À vậy hả? Đúng vậy. Chịu đèn rồi. Bước đầu là thấy quéo quéo rồi. Người ấy đâu? Đây. Lúc nào cũng bảo vệ chở che. Wow. Nghe chưa? Hồi nãy giờ đi đâu vậy anh em? Ru quết. Đâu đi. Trong lúc tôi cực khổ làm. Đi thư giãn. Thì qua bển ăn cái khác. Ladies and gentlemen, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái chuyến đi đầu tiên. Thì xin hỏi mọi người là cảm thấy hạnh phúc hay chưa ạ? Hạnh phúc. Em nghĩ cặp đôi là rất là hạnh phúc. Con là mới hạnh phúc vừa rồi thôi. Hả? Đâu, mọi người đều hạnh phúc nè. Con có muốn đi nữa không? Đi nữa. Đi đâu ạ? Đi chơi với mọi người. Đợt sau không có Hiếu thứ hai. Thì có mọi người. Một lần nữa xin hỏi Hiếu, một chữ nói về TV mình sẽ nói chữ gì? Một chữ hả anh? Bây giờ em sẽ nói về Trời. Bởi vì TV là cả bầu trời của em. Wow. Em biết luôn nè. Mặt trời kia dù ở đâu. Nắng quá em. Nắng quá. Slogan của chương trình ta là gì? Tự do 2 ngày 1 đêm. Hôm nào thì mình cảm ơn. Quy ơi là Quy. Làm lại. Không. Quay.
đây. Khoan, để em xíu. Mấy đứa đi ra đây. Ba đứa ra đây, tập trung ra đây. Ra đây. Sao vậy? Không hiểu ý anh Giang với anh hả? Là sao anh? Trời ơi, người ta đang là một cả. Tại sao tụi em đè ôm giữ Hiếu làm cái gì? Vậy thôi, chị mình lướt qua nha. Bye bye. 3, 2, 1. Hey. Bye. Rồi, làm lại. Gì đóng phim bởi như thế. Thiệt á, không hiểu ý nhau gì. 3, 2, 1. Bởi vậy, slogan của chương trình chúng ta là Tự lo, 2 ngày 1 đêm. Rồi, bây giờ ôm nhau thì tình cảm đi. Thì mới có tiền nha. Ôm nhà đi à. Lãnh tiền á. Đi ra. Ôm nhà đàng hoàng. Ê, bốn anh em của tôi. Dạ. Ôm là có tiền. Trời ơi, đây đây. Trời ơi. Anh bắt tôi. Rồi, lên đảo.